Chỉ mới 1 tháng tuổi nhưng con trai Hải Băng Thành Đạt đã đáng yêu như thế này. Cô và ông xã đã nhanh chóng thực hiện bộ ảnh đầu đời, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này của em bé. Mới đây trên trang cá nhân, Hải Băng vừa đăng tải một loạt khoảnh khắc của cậu quý tử sắp được 1 tháng tuổi. Cô hào hứng chia sẻ, anh tên Minh Phúc, ở nhà mọi người hay gọi anh là Côi. Có em nào chịu anh thì gửi gạo cho mẹ anh nhé. Bé trai được bố mẹ chọn giờ giấc và ngày sinh rất đặc biệt, 7 giờ 7 phút ngày 17 tháng 7. Nói về việc chọn ngày giờ sinh, ông xã Thành Đạt cho hay, chúng tôi cố ý chọn ngày giờ đẹp cho con chào đời. Chị của bé là Kem có ngày sinh toàn số 2, còn em trai gắn liền với những con số 7. Hải Băng rất thích có con trai. Bên nhà vợ tôi chỉ toàn cháu gái, đây là cháu trai đầu tiên nên cả nhà đều vui mừng. Tôi hạnh phúc vô cùng trong lần thứ 3 lên chức bố. Dù con trai còn khá nhỏ, nhưng nữ ca sĩ đã quyết định cùng ekip thực hiện bộ ảnh này để có thể lưu giữ từng khoảnh khắc của bé. Từng biểu cảm đáng yêu của bé Côi đều được nhiếp ảnh ghi lại cận cảnh. Cậu quý tử sắp tròn 1 tháng tuổi và hứa hẹn sẽ được ba mẹ tổ chức một buổi tiệc đầy tháng hoành tráng. Khá nhiều người xuýt xoa khi thấy Hải Băng đã hạ sinh đủ nếp đủ tẻ cho ông xã Thành Đạt. Dù không quay lại hào quang sân khấu, nhưng nữ ca sĩ cũng có được hạnh phúc giản dị cho riêng mình. Đặc biệt, cô đã khiến cho người hâm mộ thích thú. Khi thấy được mối quan hệ giữa Hải Băng và con trai riêng của Thành Đạt khá tốt đẹp, cô thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gần gũi với bé Kit lên mạng xã hội.